Mười tà kiến về niết bàn, kinh văn, hiệu tam ma chung, chư thiện nam tử, kiên ngưng tránh tâm ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bàn, quán bỉ u thanh, thưởng nhiễu động nguyên, ư hậu hậu hữu, sanh kế độ giả, thị nhân trụ nhập, ngũ niết bàn luận việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đè tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia sinh tâm kế chấp sau này là có người ấy rơi vào năm thứ luận vẻ niết bàn giảng lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong khi tu tập thiền quán tránh tâm ngưng lặng vững chắc thiên ma không quấy phá được nữa vì hành giả đã được định lực vững chắc và chính tâm thuần hòa thanh tịnh thiên ma không có cơ hội quấy phá thiên ma chẳng có ảnh hưởng gì đến hành giả được nữa trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thưởng nhiễu động lăng xăng kia sinh tâm kế chấp sau này là có hành giả nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài chúng sinh thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động vi tế kia khảo sát tâm thức của các loài chúng sinh kia vốn u uẩn kinh thanh trong dòng nhiễu động rất vi tế người ấy rơi vào năm thứ luận về niết bàn nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện hữu sau khi chết sẽ rơi vào năm thứ luận sai lạc về niết bàn vượt qua hành ấm hành giả lại nhận thấy có sự hiện hữu căn cứ vào sự thường hằng của từng niệm từng niệm trôi chảy không ngừng trong phạm vi hành ấm anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin vào năm thứ luận về niết bàn kinh văn hoặc dĩ dục giới vi tránh chuyển y quán kiến viên minh sinh ái mộ cố hoặc dĩ sơ thiền tánh vô ưu cố hoặc dĩ nhị thiền tâm vô khổ cố hoặc dĩ tam thiền cực duyệt tùy cố hoặc dĩ tứ thiền khổ lạc nhị vọng bất thọ luân hồi sanh diệt tánh cố Việt dịch hoặc xem dục giới là chuyển y chân tránh, do thấy sáng suốt cùng khắp nên sanh tâm yêu thích, hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân tránh, do tâm không còn lo buồn, hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân tránh, do tâm không khổ lụy nữa, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. Giảng hoặc xem dục giới là chuyển y chân tránh đó là nơi mà anh ta sẽ đi đến anh ta thấy cõi trời dục giới là nơi chuyển y chân tránh tại sao do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khắp và sanh tâm yêu thích nơi ấy cõi dục giới hiện ra rất hoàn mãn và sáng rực nên anh ta phát khởi tâm luyến mộ và ước ao sinh vẻ nơi đó anh ta nhận nơi đó như một nơi trốn để quay về như là một cảnh giới niết bàn anh ta nghĩ rằng dục giới là một cõi niết bàn chân thực. Hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn, anh ta nghĩ rằng chúng sinh trong cõi trời sơ thiền ly sinh hỷ lạc, đã bỏ hết lại đằng sau những âu lo phiền não rồi, đồng thời sinh khởi một cảm giác hoan hỷ, do vậy nên hành giả ao ước được sanh về nơi đó.